Anh, cậu đừng rời xa tớ. Cậu xa tớ rồi, tớ phải làm sao? Được rồi, cậu đừng điên nữa. Bỏ tay ra. Thân anh, để tôi chăm sóc cậu ấy. Cô đi, đừng quản. Còn nôn nữa không? Cô đi rửa đi. Mập, đáng chết. Có phải cậu lại muốn chết không? Thủ lượng tốt ghê. Che dưa tổ yến bột bán. Thử đi. Động tác thành thạo thế. Chắc anh không phải là... Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận. Đầu bếp Trịnh à. Thân anh biết không? Cô ấy vẫn chưa biết. Thử đi. Thử xem mùi gì thế nào. Bột sen mềm mại, hòa với nước cốt dừa thơm đậm đà, lại đệm thêm hạnh nhân. Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt. Thực sự có thể hòa tan đau khổ trong tim. Hiệu quả chữa lành rất tốt. Cậu đúng là một đầu bếp đồ ngọt xuất sắc. Hân hạnh. Hai người định nắm tay nhau bao lâu thế? Nào, tôi lấy coca thay rượu. Mời cậu. Trịnh Đạo, nếu anh không tốt với thân anh, tôi sẽ lập tức bay về. Tôi sẽ lấy hết dũng khí lần nữa để giành lại cô ấy. Cậu yên tâm, dù không có sự tồn tại của cậu, tôi cũng sẽ trân trọng cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Cho nên cậu cứ yên tâm quay về đi. Đúng, cô ấy cũng không cần tôi nữa. Tôi phải về nơi cần tôi. Cậu uống ít thôi. Vương, trông cậu ấy nhé. Tớ đi pha cốc trà. Alo Mập. Alo anh. Tớ nói cho cậu nghe. Cậu uống rượu à? Đừng làm loạn nữa. Cậu uống nhiều quá rồi. Mau bỏ chai rượu xuống. Ông chủ Vương, cậu đến nhà hàng Tứ à? Anh, người anh em Trịnh Đạo này thật sự được lắm. Nếu có cơ hội, cậu nhất định phải uống một bữa với anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Chẳng trách anh ấy thắng tớ. Cậu uống rượu với Trịnh Đạo à? Đúng thế. Đến cùng uống đi. Được rồi. Cậu uống nhiều rồi. Alo. Anh, mau đến đây cùng uống rượu đi. Tôi là Phương Tứ Duy, cậu ấy uống say rồi. Chưa say. Tiêu rồi. Sao thế? Em vẫn chưa muốn để thân anh biết em là... Cô ấy vẫn chưa biết à? Thực ra cô ấy biết cũng đâu có sao. Thôi đợi lát nữa cô ấy đến thì tùy cơ ứng biến vậy. Cảm ơn bác tài. Chậm thôi, tôi không say. Anh xem, thật sự không sao. Tôi đến rồi. Hình...
Hình như tôi bị ảo giác rồi. Cô ấy có giống anh nhà tôi không? Cô biết cậu ta ở đâu không? Tôi cũng không biết cậu ta ở đâu. Hay là đưa đến khách sạn đi. Không được, cậu ấy say rượu ở một mình nguy hiểm quá. Không cần phiền mọi người nữa, để tôi chăm sóc cậu ấy. Không được. Cô nam quả nữ ở chung một phòng không ổn lắm. Đưa đến nhà tôi đi. Đưa đến nhà tôi đi. Rượu, phiền anh quá. Đừng uống nữa, đừng uống nữa. Đến nhà tôi. Rượu, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Ông chủ Phương, anh vất vả rồi. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Chậm thôi, chậm thôi. Đâu, đâu, đâu. Nào, uống chút nước đi. Anh, cậu còn nhớ cuộc thi điền kinh hồi tiểu học không? Chân cậu bị thương xong, là ai khiêng cậu đến phòng y tế? Những ký ức tươi đẹp đó của chúng ta, cậu không nhớ nữa à? Cậu còn dám nhắc à? Sao một quán quân điền kinh ở trường như tớ lại bị thương? Còn không phải vì cậu không chạy nổi nữa, tớ chạy thay cậu à? Còn hại tớ lúc ấy phải cắt tóc ngắn, còn bị thầy giáo chạy phạt 100 vòng. Cậu còn dám nhắc đến với tớ à? Cậu uống nước đi. Anh, cậu đừng rời xa tớ. Cậu xa tớ rồi, tớ phải làm sao? Được rồi, được rồi, được rồi. Cậu đừng điên nữa, bỏ tay ra. Thân anh, để tôi chăm sóc cậu ấy. Cô đi đi, đi đi. Đừng quản. Còn nôn nữa không? Cô đi rửa đi. Mập, đáng chết. Có phải cậu lại muốn chết không? Trịnh Đạo, Trịnh Đạo. Chuyện gì thế nhỉ? Sao lại có giày nữ? Trịnh Đạo, ra ăn cơm đi. Anh là Hứa Đa phải không? Tôi là thân anh. Giờ hai tôi nấu cơm sáng rồi, anh ăn cùng chứ. Làm món ngon gì thế? Lát nữa anh biết ngay. Nào, lại không mời tự đến à? Ngồi đi. Này, hai người tiến triển cũng thần tốc quá nhỉ? Sao nào? Bị bắt quả tang tại trận mà còn không dám thừa nhận à? Tớ thấy cậu. Tớ, không phải tớ đang nằm mơ chứ? Bác sĩ Hứa, đừng tỏ vẻ chưa trải sự đời như thế. Ngồi đi. Ừ. Thế nào, món cơm bác bảo công thức bí mật của tôi cũng ngon đấy chứ? Thân anh, chẳng phải trước đây cậu bảo món này chỉ làm cho mình tớ thôi à? Thường thì với người chịu ăn cơm tớ nấu, tớ đều nói thế cả. Phải rồi, món cháo bác bảo này có tác dụng kiện tỳ dưỡng dị, ích khí an thần, tốt cho người béo phì và cả người bị suy nhược thần kinh nữa. Đúng vậy. Thân anh, cô có công như vậy là muốn chúc mừng điều gì thế? Đương nhiên để chúc mừng vị quyết giang hồ của chúng ta leo lên top 1 các chuyên mục tạp chí trong nước rồi. Quá ra không liên quan gì đến tớ. Cũng chúc mừng cậu trở thành người nổi tiếng của làng bánh ngọt trong nước. Được đấy. Thân anh, không ngờ cô nấu ăn ngon thế này. Chẳng trách khiến cây vạn tuế vạn năm này của chúng tôi cũng nở qua rồi. Dạo trước cậu ấy nhờ tôi đặc biệt mang đôi giày nữ phiên bản giới hạn từ nước ngoài về. Hứa Đa, không hổ là cậu nhỉ. Chuyện nhỏ ấy mà. Cảnh sát điều tra án, cô có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì cô nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa. À không phải,
thật thà sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị. Có chuyện gì hả? Nguyên một đêm đấy, đêm không về nhà, đêm không về nhà cơ đấy. Thế là đến khách sạn Hoàng Tử Diệp hay là đến phòng của Trịnh công tử đây? Tự nhiên cháu thấy hơi đau bụng, lý do chớ giỡn. Nói. Tại tối qua hai người họ uống đến bất tỉnh nhân sự, sau đó cháu đi đón họ, thế nên mới đánh giật đến tận sáng nay. Cháu đánh giật với họ đến tận sáng. Đừng nói linh tinh. Nhưng mà ở đây có điểm mấu chốt. Hai người họ, cậu là đứa lười thế này, rốt cuộc người nào có thể khiến cậu ra ngoài lúc nửa đêm hả? Dù sao cũng không phải là Mập, thế chính là Trịnh Đạo rồi. Thích anh ta thật hả? Tôi rồi, làm sao đây? Trịnh Đạo không dễ đối phó đâu nhé. Vậy thế là cháu xác nhận mối quan hệ rồi hả? Cháu không biết. Tên Trịnh Đạo này thực ra cũng được mà, chỉ là hơi đen thôi. Sao Trịnh Đạo lại hài hước thế này? Anh ấy buồn cười quá đi mất. Hai cô gái này là ai? Sao Trịnh Đạo lại chụp hình chung với nhiều gái xinh như vậy? Hôm nay cháu đã lải nhải với cậu 168 lần rồi đấy. Tiền chết đi được, đừng nói bừa. Chào, ngày hôm nay ổn chứ? Có đói bụng không? Tôi mời cô ăn tối nhé. Ăn cơm chứ? Tôi sơ ý đặt bữa ăn hai người rồi, tôi mời cô nhé. Chào buổi sáng. Ăn... không đúng, không phải sáng mà là tối. Ăn cơm không? Đi thôi. Thôi vậy, đừng làm phiền người khác nữa thì hơn. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Miranda, chị tìm em à? Vào đây ngồi đi. Chuyên đề thực kỳ dị của em tiến triển thế nào rồi? Đang tiến triển thuận lợi à? Đã chọn được cửa hàng rồi, chỉ còn việc đến tận nơi nữa thôi. Làm tốt đấy. Diệp Tri Thu đáp chuyến bay sáng sớm mai về Italy phải không? Đi nhanh vậy à? Diệp Tri Thu là một thợ bánh ngọt xuất sắc, cậu ấy rất biết suy nghĩ. Có thể sau này chúng ta vẫn sẽ có cơ hội hợp tác. Ngày mai em và Trịnh Đạo cũng đi tiễn cậu ấy đi, đại diện cho ASEAN chúng ta. Chị biết hai người là bạn tốt, em đi tiễn cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui đấy. Không vấn đề gì ạ? Không vấn đề gì thì tốt. Thế em đi trước nhé. Đi đi. Mập, sao hai người lại đến đây? Đến tiễn cậu mà. Nào, tôi tiễn cậu. Không cần đâu, đã gọi xe rồi. Giờ mà quỷ chuyến cũng không phải phép với bác tài. Thế không cần tiễn thật à? Trịnh Đạo, lại đây. Trong bức thư này là những điều mà thân anh thích. Tôi vốn định để lại ở chỗ lễ tân, anh đã đến đây rồi thì đưa luôn cho anh vậy. Cảm ơn nhé. Một khi có cơ hội, tôi vẫn sẽ nắm lấy đấy. Được, tôi biết rồi. Được rồi, tôi chuẩn bị đi đây. Thân anh, chăm sóc bản thân cẩn thận nhé. Đừng để tớ lo lắng, yên tâm đi. Tới bên đó rồi nhớ gọi điện về cho tớ nhé. Được. Người anh em Tri Thu, sang bên đó chăm sóc bản thân cẩn thận nhé. Thượng lộ bình an. Được rồi, đi nhé. Anh tránh ra nào. Nào, cậu đi nhé. Tới đi nhé. Đi đường cẩn thận nhé. Thượng lộ bình an. Tạm biệt. Tạm biệt.
Tạm biệt. Vừa nãy hai người lén lút nói chuyện gì thế? Có nói gì đâu. Tôi không ngốc, cũng không mù đâu nhé. Có phải hai người giấu tôi làm việc gì khuất tất không hả? Tự nhiên tôi nhớ ra, bên nhà hàng của Phương Tứ Duy còn có chuyện. Cô đi cùng tôi nhé. Đi nào, đến nhà hàng anh Phương làm gì? Tôi còn phải đi làm quẹt thẻ. Giám đốc Trịnh cử cô ra ngoài làm việc mà. Sư phụ, chắc chị nóng lắm nhỉ. Mau lên, mau lên, để tôi lấy cho. Tôi không nóng. Nắng to thế này, chị nhất định đừng để bị đen đi đấy. Để em chắn cho chị. Nghỉ đi chút. Tấm này đẹp này, đừng đụng vào, tôi đang sửa đấy. Chị chụp ảnh đẹp thế. Phải rồi, sư phụ này, chị đã đói chưa? Không đói. Không đói tức là đói. Được, em biết rồi. Chị đợi em nhé. Không đói tức là đói sao? Đẹp không ạ? Nào chọn một cái đi. Ăn cái này hay cái này hay cái này nha. Thế tôi thử xem sao. Để em giúp chị. Để em chọn một màu phù hợp với trang nghiêm. Nào há miệng ra. Tôi... Để tôi tự làm đi. Cảm ơn nhé. Ngon không? Ngon thì chị ăn thêm vài cái nữa đi.